Thời gian gần đây, hàng loạt dự án, website, ứng dụng kiếm tiền online với mức lợi nhuận hấp dẫn đang xuất hiện khá nhiều với hàng loạt những lời mời chào có cánh. Kiếm triệu đô la Mỹ, nhân hai tài khoản trong 60 giây, mua siêu xe, nhà lầu, hay chỉ cần ngồi nhà, tiền cũng sẽ tự sinh sôi. Những cái tên như WeFinex, Vitae không còn xa lạ với nhiều người. Cơ hội kiếm một số tiền lớn trở nên quá dễ dàng nếu như tham gia những hình thức đầu tư trên. WeFinex là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, binary option. Cụ thể hơn là hình thức dự đoán giá trị của một tài sản tăng hay giảm trong một thời gian nhất định. Đó có thể là vàng, chứng khoán, thậm chí là giá xăng hôm nay và ngày mai. Nếu dự đoán đúng, bạn sẽ nhận được tiền, còn nếu đoán sai thì coi như đã mất trắng. Tuy nhiên, vì quãng biến động quá nhanh, chỉ khoảng 30 giây, và chẳng có ai biết trước được điều gì, nên hình thức này chẳng khác gì như đánh bạc, hên xui. Các chuyên gia và luật sư đều khẳng định rằng những hình thức này đều chưa được pháp luật công nhận tại Việt Nam. Các nhà đầu tư đang phải đối mặt với khá nhiều rủi ro. Rủi ro thứ nhất là việc chuyển tiền đi, nhận tiền về. Bởi vì các sàn này đa phần là đều đang theo các sàn của nước ngoài, quốc tế. Nó liên quan đến việc ngoại hối, tiền chuyển đi nước ngoài và tiền chuyển về. Thứ hai, nếu trong một số trường hợp các sàn này là ảo hay còn gọi là lừa đảo, và lúc đó thì để bảo vệ quyền lợi của pháp cho mình là các nhà đầu tư gần như mất cổ, không có cơ hội để đòi được những khoản tiền này. WeFinex hoạt động theo mô hình kim tự tháp Ponzi. Các hệ thống thường dành toàn bộ thời gian lên mạng xã hội để khoe xe sang, khoe hình chụp tiền mặt, tung hô WeFinex với lời khẳng định dự án của họ là uy tín, là giúp cho nhà đầu tư kiếm ra rất nhiều tiền một cách dễ dàng và nhanh chóng. Số tiền sau khi nhà đầu tư nạp vào trong ứng dụng sẽ được quy đổi thành đơn vị win, và mỗi một win thì có giá trị là 1 đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, đồng tiền win này không có giá trị ở bất kỳ quốc gia hay sàn tài chính nào cả, ngoại trừ WeFinex. Vì vậy, nếu như xảy ra sự cố, tiền mà người chơi nhận được chỉ là những con số vô tri. Trên thế giới, những mô hình kiểu như WeFinex đã bị cấm tại nhiều quốc gia như Canada, Pháp, Bỉ. Người chơi phải thật sự cẩn trọng, tỉnh táo và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia tất cả những hình thức đầu tư trên. Hãy đảm bảo an toàn, tránh mọi sự rủi ro cho người thân và chính bản thân mình.